Xin chào quý vị các bạn, và trong video ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một mẫu xe MPV khá là nổi tiếng trong gia đình Toyota. Đó chính là chiếc Alphard. Đứng ngay bên cạnh Duy là phiên bản 2019 được nhập khẩu trực tiếp chính hãng đấy ạ. Và để nói về chiếc Alphard này thì như quý bạn có thể thấy ngay bây giờ là cái phần đầu xe đã có cái sự thay đổi, trông nó có cái gì đó nó hấp dẫn và nó dữ dằn hơn rất nhiều so với cả thế hệ trước đây. Cái phần lưới tản nhiệt mới này được làm to, và nếu như mà quý vị có thể theo dõi cái mẫu xe Toyota Crown mới được ra mắt ở bên Nhật ấy, thì cái phần lưới tản nhiệt này có cái nét na ná giống với chiếc Crown đó, nhưng mà sẽ có những cái thiết kế nó hầm hố hơn. Duy nhìn vào cái lưới tản nhiệt phía trước này thì Duy liên tưởng ngay tới cái nhân vật Scorpio ở trong game Mortal Kombat. Nếu mà bạn nào chơi thì có thể biết cái nhân vật đó, hoặc không thì Duy sẽ để ngay cái nhân vật đó ở phía dưới đây để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy được cái độ dữ dằn của phần đầu xe của chiếc Alphard 2019 này. Cái điểm tiếp theo mà Duy muốn nhắc tới đó chính là cụm đèn pha. Vâng, cụm đèn pha này đã được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED và có cái đèn xi nhan báo rẽ được chạy từ phải qua trái hoặc từ trái qua phải, rất giống với những cái mẫu xe của Lexus. Phần đèn sương mù phía dưới cũng được trang bị công nghệ LED rồi. Máy đang nổ đấy ạ. Đây là máy đang nổ găng ti, và quý vị có thể thấy là cái phần động cơ của chiếc Alphard này được làm rất là tốt, với cái tiếng âm thanh gần như chúng ta rất khó để nghe thấy, rất là êm ái. Hứa hẹn rằng đây sẽ luôn là một mẫu xe tốt dành cho gia đình. Chỉ có điều là khi nhập về tới thị trường Việt Nam thì mẫu xe này có cái mức giá cũng lên khá cao một chút, đâu đó khoảng hơn 4 tỷ gì đó. Và đây cũng có một cái chia sẻ nhỏ, và đây cũng là cái mẫu xe mà có cái doanh số thấp nhất ở trong gia đình nhà Toyota. Không phải vì mẫu xe này không hot, không chất, bởi vì là rất là khó để nhập về một mẫu xe như là Alphard như thế này. Quý vị và các bạn có thể quan sát kỹ hơn một chút nữa về cái phần đầu xe của chiếc xe này trước khi chúng ta tiến tới phần hông xe. Nhìn sát hơn vào cái cụm đèn pha của chiếc Toyota Alphard này. Trước đây thì rất nhiều những cái mẫu xe Toyota thì đa phần là sẽ sử dụng những cái việc trang bị đèn công nghệ LED, cũng có công nghệ projector rồi bi xenon. Nhưng mà phải nói là cái cụm đèn pha của chiếc Alphard này gây cho chúng ta một cái ấn tượng rất tốt khi mà nhắc tới trước những cái mẫu xe của Toyota. Đây, quý bạn thấy là cái phần bi thủy tinh ở bên ngoài ấy, được làm khá là cầu kỳ và có cái tính thẩm mỹ cao. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ thêm đèn đánh lái mở góc ấy, mở góc lái ấy. Rồi vâng, chúng ta sẽ tiến tiếp sang cái phần hông xe đi ạ. Nếu như mà nhìn tổng thể cái phần hông xe của Toyota Alphard thì phải nói đây là một mẫu xe to lớn và gần như là lạc chủng dành cho gia đình. Cái những cái đường nét thiết kế ở phần hông xe này thì không có quá nhiều sự nổi bật đâu. Nó là một cái hình khối rất là lớn kèm theo những cái đường chrome để làm điểm nhấn. Ví dụ như là ở trên phần tay nắm cửa, cửa trước và cửa lùa ở ngang hông, cửa lùa tự động. Và có một giải mạ chrome chạy từ đuôi xe đấy, kéo dài lên đến hết cái cửa lùa. Và nối tiếp ở đây là một cái đường chrome nữa kéo dọc xuống và kéo vuốt ra cái phần hết cái cánh cửa trước. Nó tạo cho chúng ta một cái hình chữ Z cách điệu trông khá là ấn tượng, phải không ạ? Ở bên hông xe thì chúng ta cũng sẽ được thấy một bộ la răng 18 inch có cái thiết kế khá là thể thao, được phối từ hai màu, đó là màu bạc và màu đen, dạng đa chấu. Phần đuôi xe của Toyota Alphard phải nói là có một cái sự vuông vức bất ngờ từ rất nhiều thế hệ này rồi, đã có được sự vuông vức này. Thiết kế này nếu như mà ai không quen nhìn thì nó có phần thô, nó sẽ phần hơi thô đấy, nếu mà quý vị và các bạn nhìn trực diện đây. Kỹ sư thiết kế của Toyota đã rất khéo léo tạo cho phần đuôi xe một cái cụm đèn hậu được cách điệu rất bắt mắt. Vâng, rất bắt mắt ạ. Cái giải đèn cũng được uốn hình chữ
Z mềm như thế này rồi. Ngoài ra ở bên trong cũng được làm những cái giải đèn hình chữ L khiến chúng ta liên tưởng tới những cái giải đèn của các cái mẫu xe nhà Lexus Luxury của Toyota. Tất cả là được trang bị công nghệ LED hoàn toàn, từ đèn xi nhan này, đèn phanh ở trên cao này, đèn hậu này, rồi đèn lùi cũng hoàn toàn được trang bị công nghệ LED hết. Và cái phông chữ và cái cách sắp đặt cái dòng chữ ở đây đã khiến cho cái phần đuôi xe tăng được cái sự sang trọng hơn. Cái nẹp chrome to bản ở đây nối liền cái cụm đèn pha này cũng làm điểm nhấn rất mạnh cho tổng thể cái phần đuôi xe này. Duy thì Duy thích cái phần nẹp này là một cái giải đèn nối ở phần trên này đây. Đó. Thì nó sẽ ấn tượng hơn một chút. Vâng, và chúng ta sẽ đi tiến sâu hơn vào những cái chi tiết. Ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ có camera lùi kèm theo hệ thống là 4 cảm biến ở phía dưới, 3 đợt sốc dưới. Và ngoài ra, cái hệ thống safety sense mới của Toyota còn tích hợp cho chúng ta thêm một cái hệ thống camera quan sát nằm giấu ở bên trong gương. Chúng ta rất khó để nhìn thấy cái hệ thống camera này. Mặc dù không được trang bị camera 360 mà phía sau của Toyota Alphard vì là cao, to, phía ngang hoặc cả cao nữa nên là đã có trang bị thêm camera ở trên cao. Kèm sẽ là một cái camera hỗ trợ thêm cho cái hệ thống safety sense thế hệ thứ hai mà lát nữa Duy đã chia sẻ với quý vị và các bạn ở trong nội thất của xe. Cốp thì chúng ta sẽ là mở điện bán tự động điện. Đây, chúng ta ấn vào đây thì là sẽ là mở điện. Và chúng ta sẽ phải dùng lực tay một chút để kéo cho nó qua cái ngưỡng đầu đi. Phần cốp sẽ được đẩy lên. Và nếu mà để nói về cái không gian chứa đồ của chiếc Toyota Alphard này thì Duy có một cái đánh giá như sau. Khi mà chúng ta gập cái hàng ghế thứ 3 lên thì đương nhiên chúng ta sẽ có một không gian để đồ khá rộng rồi. Và chắc chắn nó sẽ để rất nhiều đồ ở trong đây. Thậm chí chúng ta sẽ có thể để được một cái giường hơi ở đây cho những cái chuyến du lịch của gia đình. Và đi dã ngoại, mở cốp rộng rãi như thế này, đặt giường hơi ở đây nằm ngắm cảnh hay là ngồi đây câu cá thì bao phê. Nhưng mà để so sánh với cả chiếc Kia Sedona, mặc dù là ở cái phân khúc thấp hơn một chút xíu thì cái không gian để đồ cũng như là cái diện tích chứa đồ sẽ không tốt bằng chiếc Sedona được, ngay kể cả so sánh với cả mẫu Sienna của Toyota đi. Bởi vì là hai mẫu xe đó đều có cái phần hộc sâu ở phía dưới giúp chúng ta tăng cái thể tích để đồ rất lớn. Ở đây nếu mà khi mà chúng ta hạ cái hàng ghế này xuống thì cái không gian để đồ đây hơi ít. Chúng ta sẽ chỉ để những cái vali cỡ cabin dựng lên thôi, kèm theo ba lô. Đây Duy sẽ hạ thử cái hàng ghế này xuống. Vẫn là những cái cơ cấu gập rất là truyền thống của các mẫu xe Toyota. Chúng ta sẽ phải dùng khá nhiều thao tác thì chúng ta mới hạ được cái ghế này cũng như là nâng cái ghế này lên vị trí như bây giờ. Đây, nào thì bây giờ chúng ta sẽ lại gạt cái này này. Mặc dù là cái cơ cấu này gập mở không hề nặng một chút nào, không tốn quá nhiều công sức đâu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ phải mất khá nhiều thao tác cho cái việc đóng cũng như là gập, đóng cũng như là mở ghế. Đó. Vậy là chúng ta sẽ phải dùng đến tới 2 thao tác thì mới có thể hạ cái phần ghế này xuống. Và cái phần ghế này thì chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng được không gian. Đấy, đây là khi mở rộng hết ạ. Ở đây thì rõ ràng là sẽ chỉ để được cái túi đồ cỡ khoảng 60 lít ở đây thôi. Chứ còn rất khó để có thể để dựng vali ở đây được. Như thế này thì hàng ghế thứ 3 là ngồi rộng rãi như hàng ghế thứ 2 luôn. Lát nữa thì Duy sẽ chia sẻ tiếp vào cái hàng ghế thứ 2. Vâng. Và nếu như mà quý vị và các bạn muốn lật cái hàng ghế thứ 3 này lên vị trí ban đầu như Duy vừa để, thì quý vị và các bạn hãy lưu ý là ở đây có một cái mũi tên nhỏ để ký hiệu. Chúng ta sẽ phải đẩy cái hàng ghế này lên chạm tới cái mũi tên ở phía sàn. Đó. Thì chúng ta mới có thể thao tác tiếp tại cái cần gạt này. Đó, để đẩy cái ghế này lên. Hơi cầu kỳ đúng không ạ? Thật sự là hơi cầu kỳ. Duy thì Duy đánh giá không cao cái cơ cấu này. Được thiết kế là cửa lùa hai bên thì Toyota Alphard cho chúng ta cái không gian ra vào vô cùng thoải mái ạ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn vào hàng ghế thứ 3 thì chúng ta buộc sẽ phải đẩy cái hàng ghế thứ 2 này lên. Duy xin phép gửi giày ra bởi vì mẫu xe này rất mới, vừa được đem về đến showroom và sẽ bàn giao cho khách hàng. Để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất nhanh. Cái cửa lùa này của Toyota thì hoạt động vô cùng êm ái như các bạn có thể đang thấy ngay bây giờ. Sẽ có một cái tầm quan sát khá rộng ở cái phần ô kính đây. Đèn đọc sách ạ, rồi đèn phía sau cũng để đọc sách, cửa gió điều hòa bên trên. Ngồi ở đây thì Duy liên tưởng tới ngay cái hàng ghế thương gia của các mẫu máy bay Vietnam Airlines, đặc biệt là những mẫu máy bay mới ạ. Nó cho chúng ta cái cảm giác rất là vương giả. Đúng là như vậy. Rèm che nắng vẫn sử dụng bằng tay thôi. Hệ thống âm thanh loa JBL
được trải khắp không gian của chiếc xe. Duy sẽ chia sẻ một chút xíu về cái chiếc ghế này trước nhé. Cái chiếc ghế này thì được làm khá là trau chuốt và tỉ mỉ, khiến chúng ta có rất nhiều những cái cơ cấu để chúng ta có thể thao tác đây ạ. Ví dụ như là chúng ta có thể nâng cái phần đỡ chân ở phía dưới đó, rồi là đưa kéo dài ra để đỡ xuống phần sâu hơn. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cái nút chế độ làm mát và sưởi ghế, kèm theo nhớ hai vị trí ghế cho ông chủ. Tiếp theo thì ở bên đây chúng ta sẽ có một cái phần bàn làm việc. Phần bàn làm việc này rất nhạy nha quý vị. Ấn vào một cái, đó, em ấy lao lên luôn, như một cơn gió từ dưới phi lên. Đây, bàn làm việc thì không quá to đâu, nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ để được một chiếc iPad mini, hoặc là để sổ giấy bút đây có thể ghi chép được. Bàn làm việc và cái phần bệ tì tay này kèm với cả những cái phần vật liệu ở xung quanh chúng ta thì được ốp một loại gỗ công nghiệp có phủ một cái lớp bóng ở đây. Gỗ này thì không quá cao cấp đâu, nhưng mà cũng mang đến cho chúng ta cái cảm giác sang trọng, kết hợp với cả cái màu tổng thể nội thất màu da đen. Ngồi ở cái vị trí của hàng ghế thứ hai này thì những ông chủ, những vị khách rồi cả gia đình cũng đều có thể thưởng thức được cái hệ thống giải trí có đầu độc đĩa Blu-ray ở đây, kèm với cả khe thẻ nhớ SD và màn hình 10 inch. Đó ạ. Cái màn hình này và màn hình ở phía trên bảng táp lô trung tâm thì có thể kết nối được với nhau. Hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa ở phía sau này thì chỉ được điều chỉnh một vùng mà thôi, phía trên là hai vùng độc lập. Vậy là xe sẽ có 3 vùng tất cả. Rồi, vâng. Cái ghế này thì chúng ta có cái cơ cấu trượt lên trượt xuống rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sẽ phải sử dụng một cái lẫy ở bên ngang đây. Cái cơ cấu mà tại sao khi Toyota lại trang bị cho cái cơ cấu trượt này bằng cơ cấu cơ mà lại không phải là điện? Như quý vị và các bạn có thể thấy đó, thì tất cả những cơ cấu điện trên xe là khá hiện đại rồi. Nhưng mà để chờ thao tác, một cái thao tác mà để chờ cái ghế này đẩy lên đến đây, rồi cái phần lưng ghế này được đẩy tiếp lên để cho vị khách, những người khác có thể di chuyển ra hàng ghế thứ ba thì nó hơi lâu, phải chờ hơi mất thời gian. Mà khi chúng ta sử dụng cái lẫy này thì một phát là tiến một cái lên trên này luôn. Đó, trôi một phát là bay lên luôn. Ở phía giữa đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái hộc để đồ khá là to. Ở đây chúng ta sẽ để được hẳn hai chai nước vào đây, kèm nó rất nhiều đồ đạc. Phần trên đây thì sẽ để được một số đồ nho nhỏ thôi. Từ nãy giờ thì Duy vẫn chưa phát hiện, tìm hiểu được cái phần cổng sạc cho hàng ghế thứ hai ở đây. Có lẽ là chúng ta sẽ không có. Rất tiếc. Ở đây thì cái hàng ghế thứ nhất bên ghế phụ thì cũng sẽ được trang bị một cái nút điều khiển phần lưng và phần ghế của cái hàng ghế đầu tiên, để chúng ta có thể tạo thêm nhiều cái không gian cho cái vị trí boss, vị trí ông chủ, chỗ mà Duy đang ngồi ở đây. Chúng ta sẽ có thể gác chân lên như thế này, ngồi như là Mercedes luôn mà gầm cao máy thoáng. Duy có chia sẻ thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái cơ cấu cơ ở đây để đẩy cái hàng ghế này lên rất là thuận tiện đây ạ. Cái phần lưng ghế này thì chúng ta có thể điều khiển nhanh bằng cách là sử dụng cái nút ở bên thành ghế ở đây. Thì cái hàng ghế thứ ba cũng cho chúng ta một cái trải nghiệm rất tốt nếu mà chúng ta di chuyển trên những cung đường dài. Cái hàng ghế thứ hai thì có thể đẩy lên hay là tiến xuống lùi lại một chút để cái không gian rộng hơn. Và hàng ghế thứ ba cũng được thiết kế như vậy. Hàng ghế thứ ba thì có thể ngồi độc lập thành hai ghế thiết kế như thế này, hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ nâng cái bệ tì tay này lên để chúng ta sẽ có cái không gian ngồi ở vị trí giữa. Nhưng mà chắc chắn là người vị trí giữa thì vì là cái hai ghế bị tách ra nên ngồi sẽ không mấy dễ chịu đâu ạ. Rồi. Đây, Duy sẽ ngồi thử sang cái vị trí bên này. Nói chung là các chi tiết rồi cái cách thiết kế ghế ở trên chiếc Alphard này nó đúng là một chuyên cơ thực sự. Đây thì chúng ta sẽ có cái điều khiển để điều khiển cái màn hình ở chính giữa của xe. Hệ thống loa JBL thì trải khắp rồi. Ngay đến cái vị trí phía sau này, khi mà mặc dù phần kính này đã được trang bị là kính màu rồi, nhưng mà vẫn sẽ có rèm che nắng để chúng ta có thể kéo lên thêm. Đó, những cái trải nghiệm rất tốt ở trên một mẫu xe MPV như thế này. Cái lưng của hàng ghế thứ hai, khi mà Duy vừa đang để cái vị trí như Duy ngồi lúc đầu ở ngày thứ hai ấy, thì ngoài ra chúng ta cũng vẫn có thể điều khiển nhanh được
qua cái hệ thống nút ở đây. Đó, chúng ta có thể độc lập điều khiển ở đây để có thể đẩy chiếc ghế này lên để chúng ta di chuyển ra ngoài. Đây, quý vị bạn thấy là rất rộng, rộng bao la luôn. Phần cánh cửa của Toyota Alphard rất rộng, to. Ở trên cửa thì cũng được ốp những cái màng gỗ và cái màng chrome ở đây để tạo điểm nhấn. Trên cửa chúng ta cũng sẽ có ba cái vị trí nhớ ghế kèm theo hệ thống chỉnh gương cũng như là khóa cửa kính, và tất cả các cửa kính trên xe đều là cửa kính một chạm hết, đóng mở một chạm hết. Có một cái điểm mà Duy muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Ở Alphard 2019 ấy, thì đã được Toyota nâng cấp khá khá những cái công nghệ về an toàn. Còn lại cái phần chi tiết về thiết kế ở bên trong thì cũng không có thay đổi nhiều quá so với cả phiên bản 2018. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cái phần nắp đậy để đậy cái khu vực để chai nước ở đây, rất là đẹp. Duy rất thích cái vị trí để chai nước mà ở trước cái cửa gió điều hòa, bởi vì trong những cái chuyến hành trình dài ấy mà xe không được trang bị hộc lạnh ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể để chai nước ở đây để cái hệ thống cửa gió điều hòa này làm mát chai nước của chúng ta. Vô lăng của xe thì có cái thiết kế cũng không phải là quá to, rất là vừa vặn. Có cái phần ốp gỗ ở phần trên và phần dưới này, một cái kiểu vô lăng thiết kế khá đặc trưng của những mẫu xe Toyota. Cái đồng hồ hiển thị phía sau cũng vậy, rất là đặc trưng luôn, cũng không có nhiều những cái sự thay đổi cũng như là cái sự hấp dẫn khi mà chúng ta nhìn vào. Ở chính giữa cái bảng táp lô trung tâm này thì Toyota trang bị cho Alphard một cái kiểu thiết kế khá giống với cả cái phần lưới tản nhiệt ở phần đầu xe, cũng là cái kiểu bè sang hai bên vuốt chéo vào giữa và thoải xuống phía dưới. Nó không gây cho chúng ta quá nhiều sự ấn tượng hay là cái sự thích thú về mặt thẩm mỹ đâu, nhưng mà được trang bị khá nhiều những cái công năng ở đây. Có một cái điểm này Duy chưa thực sự thích thú lắm mà phải chia sẻ với quý vị và các bạn, đó chính là khi mà chúng ta nhìn trực diện vào cái khu vực bảng điều khiển trung tâm ở chính giữa đây thì chúng ta vẫn sẽ bị cái cảm giác hơi rối mắt một chút, bởi khá nhiều những cái dòng chữ to nhỏ rồi những cái mảng khối ở đây. Chúng ta có phanh tay điện tử này, auto hold này, kích hoạt cái chế độ auto start stop này, tắt hệ thống cân bằng điện tử này, rồi là chúng ta sẽ có ba chế độ lái đây ạ, eco này. Chúng ta sẽ chỉ có duy nhất hai chế độ lái là normal và eco thôi. Ở phía dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái núm để chúng ta điều chỉnh sưởi và làm mát ghế. Nói chung là với Toyota Alphard thì chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái trang bị về mặt vận hành, những cái công nghệ về mặt vận hành, nhưng mà sẽ thiên nhiều về an toàn và những cái trải nghiệm cho tất cả mọi người ở trên không gian của xe. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy ngay ở trên phần gương như Duy vừa chia sẻ, ở phía dưới thì cái camera được giấu ở phần sau của kính hậu. Quay lại cái phần màn hình hiển thị thông tin giải trí chính giữa của chiếc Toyota Alphard này thì nó đã sử dụng cái công nghệ giao diện mới của Toyota, nhưng mà nó vẫn chưa mang lại cho chúng ta một cái cảm giác nó sắc nét, nó hiện đại hay là có cái gì đó nó tinh. Tất cả các nút bấm ở đây thì đều đã được trang bị dạng cảm ứng rồi. Ngay đến màn hình cảm ứng cũng vậy, nó chưa cho chúng ta cái thao tác, cái xử lý nhanh. Quay lại với chiếc vô lăng và công nghệ an toàn của Toyota thì theo như Toyota công bố thì cái gói công nghệ Safety Sense an toàn mới của Toyota thì sẽ được ứng dụng rất nhiều những công nghệ, ví dụ như là cảnh báo va chạm phía trước này, giữ làn đường này, rồi cả cảnh báo va chạm ở phía sau nữa, rồi nhận diện những cái phương tiện hay những người đi bộ ở phía trước vào ban đêm để giúp chúng ta hạn chế những cái va chạm khi mà xảy ra vào buổi tối, tài xế bị khuất tầm nhìn chẳng hạn. Thì trên chiếc Toyota Alphard này, Duy chưa tìm thấy cái vị trí mà cái nút bấm để chúng ta hỗ trợ cái vấn đề mà giữ làn đường. Duy chưa tìm thấy ở đâu cả. Có lẽ là trên chiếc xe này thì chưa được trang bị cái công nghệ đó. Nhưng mà cái công nghệ an toàn thì Duy đã bắt đầu nhận diện được ở trên chiếc xe này rồi. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái những cái trang bị tiện ích đi. Toyota Alphard thì cũng có một cái phần hộp chứa đồ khá là rộng mà chúng ta có thể mở được cả hai bên, cả về bên tài và bên phụ ở đây ạ. Ở phần trên bên trong này chúng ta cũng sẽ có cổng sạc 12V ở đây.
rồi cổng kết nối USB kèm LX. Rất tiếc là chưa được trang bị hộc là làm lạnh. Ở phần bảng táp lô trung tâm này thì chúng ta cũng sẽ chỉ được trang bị nhựa mềm mà thôi. Hơi đáng tiếc một chút. Ở cái vị trí của người ngồi bên ghế phụ thì ghế được chỉnh điện, ngoài ra cũng được trang bị thêm cả phần đỡ chân nữa. Đây, Duy có thể thao tác ngay để cho quý vị và các bạn có thể thấy. Đây, phần đỡ chân ở đây ạ. Toyota luôn luôn muốn mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất dành cho tất cả những thành viên trong một gia đình. Có một cái sự đáng tiếc nho nhỏ dành cho Toyota Alphard khi mà cái phần cửa kính ở hàng ghế thứ hai có thể mở ra rộng để làm cửa sổ trời, thì ở hàng ghế thứ nhất chúng ta chỉ có thể mở dạng bách chéo ngược lên như thế này để tạo cái không gian thoáng ở trong xe mà thôi. Hơi đáng tiếc. Vừa rồi là quý vị và các bạn cũng đã cùng Bảo Duy của Auto Eli đi tìm hiểu một vòng xung quanh cái chiếc Toyota Alphard 2019 từ ngoại thất vào đến nội thất. Và nếu mà để mẫu xe này chạy trên đường thì chắc chắn là sẽ gây được nhiều sự chú ý từ những người tham gia giao thông trên đường, với cái phần đầu xe nhìn rất là hầm hố, rất là dữ phải không ạ? Phần thân xe thì lại hiền lành. Với cái giá bán là 4.038.000.000 thì quý vị và các bạn thấy sao về chiếc xe này? Quý vị và các bạn hãy để lại comment của mình ngay phía dưới video. Và nếu ai trong quý vị và các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn chi tiết về chiếc xe Toyota Alphard 2019 thì có thể truy cập nhanh cái link bài viết ở ngay phía dưới, Duy sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Sẽ nhìn cận cảnh, nhìn ảnh nó tĩnh, nó chi tiết hơn về mẫu xe này. Xin mời quý vị và các bạn một lần nữa nhìn ngắm nhanh những cái khối hình ảnh về chiếc xe Toyota Alphard. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.